Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện câu 5 của bài thực hành 2. Trong câu này thì chúng ta sẽ thực hiện các thao tác về phân quyền trên hệ thống tập tin của Linux. Thì đầu tiên ở câu 5.1 chúng ta sẽ tạo ra một cái nhóm người dùng có tên là nhân viên, và chúng ta sẽ thêm người dùng ở câu 2.1 vào nhóm nhân viên. Đây ở người dùng ở câu 2.1 thì chúng ta đã tạo ra một người dùng có tên là tướng Thái. Thì chúng ta sẽ tạo ra nhóm nhân viên và chúng ta sẽ thêm người dùng tướng Thái vào nhóm nhân viên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra nhóm nhân viên bằng lệnh group add, tên nhóm là nhân viên, và tất nhiên rồi chúng ta phải sử dụng cái quyền sudo để thêm nhóm. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thêm người dùng tướng Thái vào nhóm nhân viên bằng cách là chúng ta sử dụng lệnh user mod. Chúng ta có thể kiểm tra coi người dùng tướng Thái đã vào nhóm nhân viên hay chưa bằng lệnh groups. Ở đây thì người dùng tướng Thái đã vào nhóm nhân viên. Ở câu 5.2 thì chúng ta sẽ tiến hành đổi nhóm chủ sở hữu của thư mục data sang nhóm nhân viên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem thông tin về thư mục data. Thì như chúng ta đã thấy thì do thư mục data được tạo ra bằng quyền sudo, do đó thì chủ sở hữu và nhóm chủ sở hữu của thư mục data đều là tài khoản root. Chúng ta sẽ tiến hành đổi chủ sở hữu của thư mục data sang nhóm nhân viên bằng lệnh change owner. Ở đây chúng ta không cần thêm vào chủ sở hữu mà chúng ta chỉ cần thêm vào nhóm chủ sở hữu. Phía sau dấu hai chấm là tên nhóm chủ sở hữu. Thông thường lệnh change owner là nó sẽ có hai tham số. Thứ nhất là tên của chủ sở hữu, hai chấm nhóm chủ sở hữu. Ở đây chúng ta sẽ giữ nguyên chủ sở hữu, chúng ta chỉ thay đổi nhóm chủ sở hữu thôi, thì chúng ta chỉ chèn vào là tên nhóm phía sau dấu hai chấm và chúng ta điền vào tên thư mục data. Thì chúng ta có thể xem lại thông tin của thư mục data. Thì lúc này chúng ta thấy là chủ sở hữu của thư mục data đã được chuyển sang nhóm nhân viên. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân quyền cho thư mục data. Trong đó chủ sở hữu thì sẽ có cả ba quyền là read, write, execute. Nhóm chủ sở hữu thì có quyền read, execute. Những người khác thì không có quyền gì cả. Thì để chuyển đổi thay đổi quyền trên thư mục và tập tin thì chúng ta sẽ có lệnh change mode. Và ở đây chủ sở hữu thì có cả ba quyền, thì ta dùng số 7 để đại diện cho cả ba quyền. Nhóm chủ sở hữu thì chỉ có quyền read và execute. Thì quyền read là 4, execute là 1, như thế là nhóm chủ sở hữu quyền là 5. Và cuối cùng thì những người khác không có quyền gì cả thì đó là không. Và chúng ta sẽ điền vào cái tên thư mục data. Chúng ta có thể xem lại cái thông tin của thư mục data sau khi mà chúng ta thay đổi quyền trên thư mục. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chủ sở hữu là có cả ba quyền. Nhóm chủ sở hữu thì có quyền read và execute, và
những người khác thì không có quyền gì cả. Ở câu 5.3 thì yêu cầu chúng ta sẽ dùng quyền sudo tạo tập tin file 1.tt trong thư mục data. Sau đó dùng tài khoản ở câu 2.1 chính là tài khoản tướng thái. Chúng ta sẽ tạo tập tin file 2.tt cũng trong thư mục data. Thì chúng ta sẽ quan sát trong hai trường hợp coi kết quả là như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta dùng quyền sudo, chúng ta sẽ tạo một cái tập tin có tên là file 1. Ở đây chúng ta dùng lệnh toss để chúng ta tạo cái tập tin có tên là file1.tt trong thư mục data. Thì ở đây chắc chắn là sẽ tạo được, sẽ tạo được tại vì chúng ta dùng quyền sudo. Sudo thì dùng quyền của root, thì root có toàn quyền trên hệ thống, có thể làm bất cứ lệnh nào ở bất cứ vị trí nào trên hệ thống tập tin. Như thế thì chắc chắn là nó sẽ tạo được cái tập tin file1.tt. Lệnh touch này cho phép chúng ta tạo ra một cái tập tin rỗng, tập tin không có nội dung ở trong thư mục data. Ở đây chúng ta có thể sử dụng lệnh nano để tạo đều được. Thế đây chúng ta đã tạo thành công và chúng ta có thể xem nội dung thư mục data. Chúng ta thấy là lúc này có một cái tập tin file1.txt đã được tạo ra trong thư mục data. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua tài khoản tướng thái. Ta dùng lệnh set user để chúng ta chuyển qua tài khoản tướng thái. Lúc này chúng ta đã chuyển qua tài khoản tướng thái và chúng ta sẽ cũng dùng lệnh touch để chúng ta tạo ra một cái tập tin có tên là file2.txt. Thì ở đây hệ thống thông báo lỗi là chúng ta không thể tạo ra được cái tập tin file2.txt trong thư mục data bởi vì quyền bị từ chối. Lý do rất là đơn giản. Thì lúc này chúng ta có thể xem lại quyền trên thư mục data. Ở đây chúng ta thấy rằng là mặc dù chúng ta đã thêm tài khoản tướng thái vào nhóm nhân viên, như thế thì tướng thái sẽ có quyền của nhóm chủ sở hữu. Tuy nhiên thì nhóm chủ sở hữu ở đây chỉ có quyền read và quyền execute, là quyền xem nội dung thư mục và đi xuyên ngang thư mục data. Tuy nhiên thì sẽ không có quyền write, chính là quyền tạo thư mục con hoặc là tập tin ở trong cái thư mục data. Do đó khi mà chúng ta thực hiện lệnh touch để tạo ra cái tập tin file2.tt thì nó sẽ báo lỗi là quyền bị từ chối, tại vì tài khoản tướng thái sẽ không có quyền tạo thư mục hay tập tin mới trong cái thư mục data này. Như thế là chúng ta đã xong câu 5.3. Ở câu 5.4
thì chúng ta tiếp tục dùng tài khoản tướng thái để mở và thay đổi nội dung của tập tin file 1.txt. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng lệnh nano để chúng ta mở cái tin file 1.txt mà chúng ta đã vừa tạo ra được. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể mở cái tập tin lên, chúng ta xem nội dung bên trong của tập tin. Thì ở đây bên trong nội dung tập tin thì không có gì cả. Tuy nhiên thì chúng ta không thể thay đổi nội dung tập tin. Ví dụ chúng ta thêm một dòng vào trong tập tin này, thì ta nhấn Ctrl O để chúng ta ghi thì nó báo là quyền bị từ chối. Lý do rất là đơn giản, chúng ta có thể xem quyền trên tập tin file 1.txt. Thì lúc này chúng ta thấy là chủ sở hữu và nhóm chủ sở hữu của tập tin file 1.txt đó là tài khoản root, những người khác thì chỉ có quyền read thôi. Thì ở đây Tướng Thái là thuộc nhớ những người khác, do đó thì chỉ có quyền read trên cái tập tin file 1.txt mà không có quyền thay đổi nội dung tập tin, nên tài khoản Tướng Thái này chỉ có thể mở cái tập tin file 1.txt lên xem nội dung chứ không có quyền thay đổi nội dung tập tin. Chúng ta có thể quay về cái tài khoản có quyền sudo, chúng ta dùng lệnh nano để chúng ta mở cái tập tin file 1.txt lên. Thì ở đây do chúng ta dùng quyền sudo thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thay đổi được nội dung tập tin. Ta thêm một dòng vào tập tin, ta nhấn Ctrl O để lưu lại và thoát ra. Chúng ta chuyển ngược lại tài khoản Tướng Thái để kiểm tra lại một lần nữa. Lúc này chúng ta cũng sẽ dùng lệnh nano để chúng ta mở cái tập tin file 1 lên. Thì lúc này rõ ràng là chúng ta mở, ta thấy được nội dung tập tin, nhưng mà chúng ta không thể nào thêm một cái tập tin mới vào. Xin lỗi, thêm một cái dòng mới vào trong cái tập tin này. Ta lưu thì nó báo là quyền bị từ chối. Ta nhấn Ctrl S để thoát ra. Thì nó hỏi chúng ta save vào cái buffer hay không, thì chúng ta trả lời là no và để thoát ra. Như thế là ở câu 5.4 thì do là cái tài khoản Tướng Thái đó không có quyền write trên tập tin file 1.txt, do đó thì anh ta không thể thay đổi được nội dung tập tin mà chỉ mở nội dung tập tin lên xem thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện câu 5.5. Câu 5.5 này thì chúng ta sẽ cấp quyền cho tài khoản Tướng Thái để có thể thay đổi được nội dung tập tin file 1.txt. Thì để mà tài khoản Tướng Thái có quyền thay đổi nội dung file 1.txt thì lúc này đòi hỏi anh ta phải có quyền write ở trên tập tin này. Như thế thì chúng ta sẽ quay về cái tài khoản có quyền sudo. Ta sẽ quay về tài khoản có quyền sudo là tài khoản B123456678 và chúng ta sẽ dùng lệnh chmod để chúng ta cấp quyền write cho những người khác, cấp quyền write cho những người khác trên tập tin file 1.txt.
Ở đây CH Mod thì ta sử dụng cú pháp là cấp quyền write, cái quyền thay đổi nội dung tập tin cho order những người khác. Sau khi thực thi thành công thì chúng ta có thể kiểm tra lại nội dung quyền trên tập tin file 1. Ở đây do là chúng ta phải đi vào thư mục data mà cái tài khoản B12567 này thì không có quyền đi ngang thư mục data, do đó thì phải dùng quyền sudo. Thì lúc này chúng ta thấy là quyền write đã được cấp cho những người khác trên tập tin file 1.tt. Chúng ta chuyển qua tài khoản tướng thái để chúng ta kiểm tra. Lúc này thì chúng ta có thể sử dụng công cụ nano để chúng ta mở cái tập tin file 1.tt lên. Chúng ta mở lên được và chúng ta cũng có thể thay đổi nội dung tập tin. Chúng ta sẽ thêm một dòng mới vào trong tập tin này. Chúng ta nhấn Ctrl O để ta lưu. Và chúng ta nhấn Ctrl S để thoát ra. Nội dung tập tin đã được thay đổi thì chúng ta có thể dùng lệnh cache để chúng ta xem lại. Rồi, chúng ta đã xong câu 5.5. Tiếp theo ở câu 5.6 là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản mới có tên là New User. Và chúng ta dùng tài khoản này để mở cái tập tin file 1.tt lên. Và cho biết kết quả. Thì để tạo một cái tài khoản mới thì chúng ta cũng phải quay về cái tài khoản có quyền sudo. Chúng ta sẽ dùng lệnh add user. Chúng ta tạo một tài khoản mới có tên là new user. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho tài khoản này bằng lệnh password. Chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho tài khoản. Nhập lại mật khẩu. Rồi, chúng ta đã tạo được một tài khoản mới là New User. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua tài khoản này bằng lệnh Switch User. Bằng lệnh Switch User để chúng ta chuyển qua tài khoản New User này. Rồi, lúc này chúng ta đã chuyển qua tài khoản New User. Chúng ta sẽ dùng lệnh nano để chúng ta mở cái tập tin file 1.tt lên. Thì lúc này chúng ta thấy là có một cái thông báo lỗi nha. Đó là thư mục data không thể truy cập được. Lý do tại sao? Thì chúng ta có thể quay về cái tài khoản có quyền sudo để chúng ta có thể giải thích cho nó thuận tiện. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì đối với tập tin file 1.tt thì chúng ta đã cấp quyền cho những người khác có quyền write. Như thế cái tài khoản new user mà chúng ta vừa tạo ra đó thì nó sẽ có quyền write, quyền thay đổi nội dung tập tin file 1. Tuy nhiên để mở được cái tập tin file 1 lên thì cái tài khoản new user phải đi ngang qua thư mục data. Chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ xem coi là cái quyền trên thư mục data. Thì ở đây chúng ta thấy là thư mục data thì những người khác là không có quyền gì cả trên thư mục data.
Để mà đi xuyên răng thu mục data thì đòi hỏi một cái tài khoản phải có quyền execute. Ở đây tài khoản new user chúng ta vừa tạo ra thì nó thuộc vào nhóm những người khác và không có quyền cả trên thu mục data. Do đó là khi anh ta cố gắng mở cái tập tin file 1.tt trong thu mục data, mặc dù là anh ta có quyền read và write trên tập tin file 1 nhưng vẫn không thể mở lên để thay đổi được, tại vì anh ta không có quyền execute, quyền đi xuyên ngang thư mục data. Đó là sự khác nhau giữa tài khoản tướng thái. Ở cái câu 5.5, khi chúng ta cấp quyền xong đó cho tài khoản tướng thái có quyền write đó, thì lúc này tài khoản tướng thái có thể thay đổi được, tại vì lúc này tài khoản tướng thái thì thuộc nhóm nhân viên. Chúng ta đã làm ở câu 5.1, chúng ta bỏ tài khoản tướng thái vào nhóm nhân viên, thì lúc này tài khoản tướng thái sẽ có quyền của cái nhóm chủ sở hữu, thì có quyền read và execute. Do đó thì anh ta có quyền đi xuyên ra thư mục data, đi xuyên ngang thư mục data và mở cái tập tin file 1.txt lên để thay đổi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện câu 5.7. Ở câu 5.7 này thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục có tên là report và một cái nhóm người dùng khác có tên là quản trị. Chúng ta sẽ phân quyền cho nhóm quản trị có cả ba quyền read, write và execute ở trên cái thư mục report. Nhóm nhân viên mà chúng ta đã tạo trước đây thì sẽ có quyền read và execute. Người dùng mà chúng ta đã tạo ra ở câu 2.1, cụ thể trong bài làm của tôi đó là cái người dùng tướng thái thì sẽ có quyền execute, còn những người khác thì không có quyền gì cả. Thì rõ ràng đối với cái yêu cầu của câu 5.7 thì chúng ta không thể sử dụng cái cơ chế phân quyền mà chúng ta đã thực hiện ở các cái câu khác ở trong cái câu 5 này. Trên Linux thì sử dụng tổng cộng là 9 bit permission để phân quyền cho ba nhóm cụ thể. Lấy ví dụ với thư mục data, chúng ta thấy ở thư mục data thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 quyền, 9 bit để phân quyền cho thư mục data. Trong đó thì 3 bit đầu tiên dùng để phân quyền cho chủ sở hữu, 3 bit tiếp theo thì phân quyền cho nhóm chủ sở hữu và 3 bit còn lại là phân quyền cho những người khác. Thì ở đây chúng ta có tổng cộng là 9 bit để phân quyền. Thì cái cơ chế phân quyền này nó phù hợp cho hầu hết các cái trường hợp cơ bản. Tuy nhiên đối với trường hợp phức tạp hơn như yêu cầu của câu 5.7 thì cái cơ chế phân quyền nó sẽ không có giải quyết được. Lúc này chúng ta phải áp dụng một cái kỹ thuật nó phức tạp hơn, đó là kỹ thuật access control list. Thực tế thì cái cơ chế phân quyền mà chúng ta vừa dùng ở các câu vừa rồi đó thì nó là một dạng rút gọn của access control list. Tuy nhiên đối với kỹ thuật access control list thì chúng ta có thể tiến hành phân quyền với cho nhiều nhóm người dùng, nhiều người dùng khác nhau trên một thư mục hay tập tin. Thì để sử dụng cái kỹ thuật Access Control List thì chúng ta phải cài đặt cái gói phần mềm ACL vào trong hệ thống. Thì chúng ta sử dụng lệnh DNF install và cái tên gói là ACL. Thì đối với hệ điều hành CentOS 9 thì cái gói ACL này nó đã được cài đặt sẵn, do đó thì chúng ta không cần phải hệ thống không cần phải cài đặt vào. Rồi, để xem quyền trên một tập tin hay thư mục quyền đầy đủ, ở đây là cái access control list, thì chúng ta sẽ có lệnh là lệnh get ACL với cái cú pháp đó là tên lệnh và tên tập tin hay thư mục mà chúng ta cần xem cái quyền ở trên tập tin thư mục đó.
Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục report theo yêu cầu bằng quyền sudo. À, chúng ta cũng tạo ra nhóm người dùng quản trị như yêu cầu. Chúng ta sẽ dùng lệnh get SQL để xem quyền trên thư mục report. Thì đây là kết quả thực thi của lệnh get SQL. Lệnh này thì cho phép chúng ta xem thông tin về các cái quyền ở trên thư mục này. Thì đầu tiên chúng ta thấy là tên của thư mục là report. Chủ sở hữu chính là tài khoản root, do chúng ta tạo cái thư mục này ra bằng quyền sudo nên chủ sở hữu chính là tài khoản root, và tương tự như thế thì nhóm chủ sở hữu cũng là root. Dòng tiếp theo thì chúng ta thấy đây là quyền của chủ sở hữu. Thì đây chủ sở hữu sẽ có cả ba quyền. Nhóm chủ sở hữu thì có quyền viết và execute. Những người khác thì có quyền read và execute, thì nó tương tự như là chúng ta xem cái thông tin bằng lệnh ls. Đây là thông tin của các cái quyền trên thư mục report mà chúng ta xem bằng lệnh ls, thì giống như kết quả vừa rồi. Thì để thay đổi quyền trên một tập tin hoặc một cái thư mục mà theo access control list thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh set ACL. Lệnh set ACL này nó sẽ có hai cái tham số cơ bản, đó là chữ M và chữ S. Chữ M là cho phép chúng ta thay đổi quyền. Hay nôm na là chúng ta sẽ thay đổi cái access control list của một cái tập tin hay là thư mục. Tham số chữ S là cho phép chúng ta gỡ bỏ ra một cái Access Control List, hay là ta gỡ bỏ cái quyền nào đó mà chúng ta đã cấu hình ở trên một cái tập tin hay thư mục. Cú pháp để mà chúng ta có thể sử dụng lệnh set ACL đó là chúng ta sẽ có các cái ký tự là U là chỉ user, sau đó dấu hai chấm tới cái user ID, sau đó hai chấm tới các cái quyền mà chúng ta cấp cho cái user đó. Nếu như ta muốn rằng là tất cả những cái tập tin và thư mục được tạo mới ở bên trong một cái thư mục nào đó mà có quyền giống thư mục cha, thì chúng ta sẽ dùng thêm cái tham số default. Nói cách khác là khi một cái thư mục nào đó mà chúng ta set access control list mà có cái tham số đi ở phía trước, thì tất cả những cái thư mục con hoặc là tập tin ở bên trong thư mục đó sẽ có quyền giống như cái thư mục đó. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ dùng chữ R để chúng ta đặt quyền cho nhóm, ô để cho quyền cho những người khác, và M để chúng ta thiết lập cái mặt nạ quyền. Chúng ta sẽ tiến hành cấp quyền cho thư mục report. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cấp quyền cho nhóm người dùng quản trị sẽ có quyền read, write, execute trên thư mục report. Thì để thay đổi quyền hay là thay đổi cái cấu hình Access Control List ở trên một cái tập tin hay thư mục thì chắc chắn rồi, chúng ta phải sử dụng quyền sudo. Sau đó thì ta dùng lệnh set ACL. Tham số cần dùng là tham số trừ M để thay đổi cái quyền hay là thay đổi cái Access Control List. Ở đây thì chúng ta sẽ cấp quyền cho nhóm, thì cái ký tự tiếp theo là R, chỉ là chỉ nhóm. Tiếp theo là tên nhóm.
là nhóm quản trị. Và nhóm quản trị thì nó có cả ba quyền là read, write và execute. Thì chúng ta sẽ truyền vào ba quyền read, write và execute. Và cuối cùng là tên thư mục mà chúng ta cần thay đổi quyền hay là thay đổi cả set control list. Rồi, ta đã thực hiện thành công. Thì chúng ta có thể xem lại cái Access Control List hay là xem lại cái quyền trên thư mục Report. Thì ở đây chúng ta thấy là đã thêm một dòng cấu hình vào. Lúc này thì nhóm quản trị đã có quyền Read, Write, Execute ở trên thư mục Report. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ tiến hành cấp quyền cho nhóm nhân viên. Ở đây nhóm nhân viên thì sẽ có quyền là read và execute và chúng ta sẽ xóa đi cái quyền write. Người dùng ở câu 2.1 thì có quyền execute. Cụ thể ở đây thì đó là người dùng tướng thái, thì ở đây do là một người dùng thì tôi sẽ phải thay đổi, chúng ta phải thay đổi ở đây là chữ U đại diện cho user và ta chèn vào cái tên người dùng là tướng thái và quyền là chỉ có quyền execute thôi. Và cuối cùng thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi quyền của những người khác là không có quyền gì cả. Thì chúng ta sẽ thay thế ở đây là chữ O là order để thay để đại diện cho những người khác. Và do là order thì không cần truyền thêm cái tên người dùng hay tên nhóm mà chúng ta chỉ cần truyền vô quyền thôi. Và ở đây là cả không có cả quyền gì, không có cả ba quyền. Nên chúng ta sẽ xóa hết cả ba quyền. Rồi, chúng ta đã đặt thay đổi quyền xong, thay đổi cái cấu hình Access Control List ở trên thư mục Report xong, thì chúng ta có thể dùng lệnh get ACL để chúng ta xem lại. Chúng ta get ACL thì phải có cái tên thư mục. Thì kết quả thì chúng ta thấy là đầu tiên là nhóm quản trị sẽ có quyền read write execute, nhóm nhân viên thì sẽ có là read execute, người dùng tướng thái thì có quyền execute và những người khác thì không có quyền gì cả. Chúng ta có thể sử dụng các cái tài khoản như là tướng thái hay là chúng ta sẽ thêm các tài khoản người dùng vào trong các cái nhóm để kiểm tra coi việc phân quyền nó có hiệu quả hay chưa. Thì phần này thì các bạn sinh viên có thể tự thực hiện. Vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện xong câu 5.7 của bài thực hành 2. Thì ở câu cho 5.7 này chúng ta dùng cái kỹ thuật là Access Control List để chúng ta tiến hành phân quyền trên tập tin và thư mục một cách phức tạp hơn so với cái cách phân quyền truyền thống.